Hay quá. Suýt hay. Mát. Sau. Chỉ sợ nước nó bắn vách cả đái thật. A1 TVT1C GM930. Má thằng kia bắn 1C nó chứ. Đen ghê. Ra đi không ra. Chứ 40. Vai.
bắn bê nè. Có bắn lìn. Ôi. Lũ đạn, né đi. Lũ đạn, né đi. Mu nè. Quá bình thường. Đỡ hiểu luôn. Đồng ý. Xoay nốt à. Mẹ cứ dăm nước chết thế. Xong rồi em ơi. Sắp anh ơi. Bắn lễ rồi toàn đi toàn thắng ạ. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ván à? Khó chịu. Đếm anh ơi. 1, 2, 3. Lỗ luôn. Chịu chịu chịu. 2 bú GM mẹ. Như kiểu xoay cho nhau đá. Mẹ thằng gấu baby nó búp cho thằng ấy rồi. Thiêm 955.
Lưu đạn, né đi. Khó nè. Mu nè. Trừ 70 A. A còn 2. A 1. Bắn toàn mồm. Mẹ. Nó cũng nhảy xuống chứ. Lại thua tiếp sao? Lựu đạn nè, né đi. Khói nè. Hai thằng. Đồng ý. Ê. Bình thường.
Lựu đạn nè, né đi. Đấy nó búp. Búp cái thằng kia. Không nghe rồi. Chưa anh ơi. 4 4 đều, 4 3. Không nhận pin nhá. Nói nè. Mẹ chín sau mau. Im chờ tôi. Không được rồi. Lựu đạn nè, né đi. Thua, con này thua. Chịu chết rồi. Chà, thấy cái đéo gì luôn. Chà, thấy cái gì luôn ấy. Lại 11 điểm. Má về cuối mới gặp mẹ hai lần búp bẩn. Chán thật. Đi mày mày. 1 2 3. Đi mẹ lên gặp mà hai cái thằng súc vật kia nó búp bẩn. 9 trận thắng rồi, còn 1 trận nữa thôi để lấy cái huy hiệu địt con mẹ em để thua cày vài lò. Gặp toàn với thằng đần. Ô, cũng gặp à? Lại không gặp à? Ờ. Thế thôi, nghỉ thôi. Có lốt trận nghỉ đi. Lốt trận nghỉ. Tối đi bàn 88 em ơi. Tối em sợ mưa chứ. Mưa, mưa to chứ. Hôm qua đây gió to lắm. Lốt trận nghỉ anh em ơi. Smoking grenade. Flash bomb.
lại trả điểm rồi. Khó nè. Xem nào, xem nó con bắn được không. Lũ đạn nè, né đi. Mù nè. Ê, con núp vãi cả đái. Hai thằng tanh này. Ui ôi khói quá, nó bắn nhờ. Em thế này thì thua. Lại còn thế này nữa, súng gì nữa. Còn ba zét đen nữa. Khẩu DSG. Mình bắn vội quá không? Má lại lên 16 điểm rồi, biết thế nghỉ luôn đi. Má không đắng thắng được ván nào luôn. Cuối A rồi. Ba lẻ.
05 luôn cho nó nhanh. Thôi nghỉ anh em ơi, bắn tiếp là thua ấy, càng bắn càng thua ấy. Mệt lắm. Okay. Thì tính lại xem được bao nhiêu điểm. Mẹ nó vẫn cầm. Nghỉ thôi, tối nếu mà không mưa thì không bão to thì anh mới lên live được. Còn nếu bão to thì chịu nha. Điểm rồi. Ok, tính lên nào. Hỏi nè. Khu B. B2. Đang định lôi ngắm mà bắn cái thằng đầu hầm B kia cơ, đầu hầm B nhìn nhà mình. Ê, nó lên hai thằng. Trời, vẫn thua. Thôi thua cho nhanh. Đâu rồi? Chưa có bắn đâu không? Để anh đợi không? Anh nghỉ đâu? Thôi nghỉ đi anh ơi. Chả gặp. Em cũng nghỉ đây. Làm game nữa đi xem có gặp không nào. 1, 2, 3. Chán nhỉ. Để tôi xem mấy điểm lãi 10 lãi được 8 điểm. Thôi nghỉ nhanh nha. Nghỉ. Nếu mà anh vừa nổ đấy. Chưa nổ em hủy luôn đây. Nghỉ đây anh bắn đi. Nếu mà không mưa to thì mới lên nha anh em. Tôi nghỉ đây. Nghỉ luôn à? Nghỉ thôi, mệt lắm. Chả gặp trận nào. Chán nhỉ? Chán nào lúc trận đấy anh nghỉ. Ok, em nghỉ trước.